Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người trẻ Việt Nam không muốn làm công nhân Ngày 2 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài phỏng vấn nhà báo John Mint, tác giả của bài viết Kỷ nguyên của hàng siêu rẻ đang bị đe dọa, đăng trên một tờ báo Mỹ Nêu lên tình trạng thiếu công nhân ở các công xưởng sản xuất ở Việt Nam Nhà báo John Mint cho biết ông đã đến Việt Nam nhiều lần để viết bài Trong đó có nhiều đề tài về các chuỗi cung ứng đang chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và có một đề tài đã xuất hiện trong mục và có một đề tài đã xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn của nhà báo với các chủ nhà máy, đó là họ đang thực sự gặp khó khăn trong việc giữ chân những lao động trẻ. Hình ảnh bài phỏng vấn nhà báo Jonment trên BBC. Nhà báo Jonment đã đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực nông thôn khá gần biên giới với Trung Quốc. Theo nhà báo, việc tìm những người trẻ có đủ kỹ năng và quan tâm đến ngành công nghệ cao không khó các nhà máy đang gặp vấn đề để tìm ra những bạn trẻ Việt Nam muốn làm những công việc yêu cầu kỹ năng thấp hơn. Nếu bạn đào tạo những lao động trẻ 18 tuổi học may vá, 4 tháng sau họ quyết định rằng công việc này không dành cho họ, đó là một tổn thất thực sự đối với công ty. Nhà báo John Mint đã có dịp đến thăm một số nhà máy ở Việt Nam và họ đã thật sự cải tạo cơ sở vật chất hay thậm chí là xây dựng một nhà máy mới một chủ doanh nghiệp nói với nhà báo về việc cố gắng thu hút lao động trẻ qua Instagram và TikTok. Vị doanh nhân này muốn nhà máy của anh ấy trông thật ngầu và thật hấp dẫn để các công nhân sẽ đăng bài về nơi làm việc của họ. Anh ấy cho biết rằng anh đã thành công khi có nhiều nhân viên trẻ đăng bài về nhà máy tuyệt vời của họ, từ đó có thể thu hút được những lao động trẻ khác có kỹ năng và tận tâm khi họ nghĩ rằng nhà máy của anh tốt hơn những nơi khác nhưng vẫn theo nhà báo journalism, quan trọng hơn vẫn là việc tăng lương, rõ ràng hầu hết những người lao động quan tâm đến việc họ kiếm được bao nhiêu tiền hơn là nhà máy của họ trông đẹp như thế nào. Hình ảnh bài viết của nhà báo journalism đăng trên một tờ báo Mỹ. Kết quả là các nhà máy phải tiếp tục tăng lương để thu hút lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Rất nhiều xí nghiệp đã tăng lương chẳng hạn 10% trong năm nay vì những nơi khác đã làm điều tương tự nhưng họ cũng đang cố gắng để tìm giải pháp khác thay thế vì việc tăng lương liên tục không phải là bền vững. Đó là lý do họ mở những quán cà phê trong khuôn viên xí nghiệp, lớp học yoga hoặc có thêm những hoạt động gắn kết vui vẻ, hy vọng khiến nhiều lao động cảm thấy đây là nơi họ được quan tâm và lắng nghe. Nhà báo John Munt nghĩ rằng đó vẫn là một cuộc đấu tranh tiếp diễn, mọi thứ vẫn còn khó khăn vì cho dù bạn có tăng lương cho công nhân, có biến nhà máy thành một nơi đẹp đẽ, có phòng tập yoga và lớp khiêu vũ thì rất nhiều người vẫn không muốn ngồi đạp máy may 8 hoặc 10 tiếng mỗi ngày. Hình ảnh công nhân ngành dệt may ở Việt Nam. Nếu chủ doanh nghiệp không thay đổi diện mạo nhà máy, anh ấy có thể đã có ít lao động trẻ hơn, nhưng nhà báo cho rằng lực lượng lao động ở đó vẫn chủ yếu là phụ nữ, những người đã làm việc lâu dài và cảm thấy thoải mái ở đó. Mặc dù đánh giá cao những cố gắng của doanh nghiệp, nhà báo cho rằng vẫn rất khó để thu hút những người trẻ làm công nhân ở các thành phố lớn. Nhà báo John Mint cho rằng, hiển nhiên không quốc gia nào có thể thay thế Trung Quốc, bao gồm cả Việt Nam. Trung Quốc có 1,3 tỷ người, Việt Nam là 100 triệu người, đó là sự khác biệt to lớn đầu tiên. Nhà báo nghĩ Việt Nam đóng vai trò gì sẽ là một câu hỏi mở, có thể là một nhà sản xuất chất bán dẫn hoặc thiết bị điện tử cao cấp. Nhưng chắc chắn là Việt Nam đang ở một vị thế có thể làm được rất nhiều hoạt động sản xuất đang thực hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên, có lẽ kết quả điều tra trên của nhà báo John là tình trạng diễn ra trước năm 2022. Bởi lẽ, từ năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may, đã chết hàng loạt. Công nhân bị sa thải hàng trăm ngàn người, doanh nghiệp thì bị đóng cửa hoặc chỉ còn một bộ phận hành chính ít ỏi làm việc nên tất nhiên sẽ không có tình trạng chủ lao động săn đón công nhân nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Người trẻ Việt Nam không muốn làm công nhân. Chủ nghĩa mát Lê là nguyên nhân chính của sự suy thoái giáo dục. Ngày 1 tháng 11, báo Tiếng Dân đăng bài Ai phải chịu trách nhiệm chính về sự suy thoái của giáo dục của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, tác giả nhận xét cho rằng nền giáo dục của Việt Nam vẫn phát triển như báo cáo của Thủ tướng trước Quốc hội là không đúng thực tế, còn cho rằng nó bị xuống cấp là giảm nhẹ mức độ tệ hại. Có lẽ dùng từ suy thoái hoặc lạc hướng thì đúng hơn. Tác giả cho rằng giáo dục công của Việt Nam đã đi sai đường, xa vời phương châm nhân bản, khai phóng, mà đã làm khổ và làm hư hỏng các thế hệ trẻ, góp phần làm hủy hoại nền văn hóa dân tộc đã làm khổ nhiều phụ huynh trong việc học của con em, làm khổ đội ngũ giáo viên bằng những việc vô bổ. Theo tác giả, nền giáo dục của Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước và sau cái chết của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên thì bắt đầu sa sút. Lãnh đạo Đảng và nhà nước thấy được hiện tượng đó và tìm cách đưa ra những nghị quyết để chấn chỉnh, xoa dịu, hình ảnh, bài trên báo Tiến Dân. Tác giả dẫn ra một loạt nghị quyết về cải cách, theo đó. Khi tách ra từng câu của nghị quyết thì câu nào cũng đúng, cũng hay. Nhưng khi xem từng đoạn và phân tích thì mới thấy sự khập khiển lộn xộn ở nhiều nơi. Còn xét trên tổng thể thì mỗi nghị quyết là một biển ngôn từ hoa mỹ, một rừng khẩu hiệu hùng tráng mà phần lớn là rỗng tuếch. Nghị quyết nào cũng kể ra những thành tích nhiều mặt của giáo dục và điểm sơ qua vài yếu kém, đồng thời chỉ ra nguyên nhân. Nhưng chỉ là nguyên nhân hời hợt, kiểu gãy ngứa, không có nghị quyết nào đề cập đến nguyên nhân cơ bản và không quy trách nhiệm cho ai cả. Trong phần đề ra nhiệm vụ, các nghị quyết đều đưa lên hàng đầu việc bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, với thâm ý cho rằng nếu xa rời sự lãnh đạo đó thì giáo dục sẽ đi sai đường. Tác giả cho rằng ý đó là rất sáo vẹt. Tác giả chỉ ra các nghị quyết đều thiếu hai điều kiện cơ bản. Một là môi trường xã hội tương đối trong sạch, không thể nào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong một xã hội đầy rẫy tham nhũng và tệ nạn mua bán chức quyền. Hai là, đội ngũ giáo viên có năng lực không thể nào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục với một đội ngũ giáo viên mà phần lớn đã bị tha hóa như hiện nay. Hình ảnh Đảng và nhà nước ban hành rất nhiều nghị quyết về giáo dục, nhưng càng nhiều nghị quyết thì giáo dục càng suy tác giả chỉ ra nguyên nhân cơ bản của việc suy thoái giáo dục, đó là sự kết hợp và cộng hưởng của một bên là những độc hại trong chủ nghĩa mát lê, một bên khác là những yếu kém trong truyền thống dân tộc. Tác giả phân tích dân trí người Việt nói chung còn thấp, quen với việc lười suy nghĩ. Điều này dễ dàng kết hợp với chủ trương của những người truyền bá chủ nghĩa mát lê, rằng phải thống nhất và độc tôn tư tưởng, mọi người không cần và không được có ý nghĩ khác với lãnh đạo lãnh đạo luôn luôn đúng luôn luôn sáng suốt người thường chỉ cần làm theo mà không được phản biện thế ai cần gì nền giáo dục khai phóng chỉ cần đào tạo ra loại người chỉ biết vâng lời chủ nghĩa mát lê chủ trương là đề cao dùng bạo lực trong đấu tranh giai cấp là biện pháp dùng để cướp quyền và giữ ổn định chính trị nó rất dễ kết hợp với tính cách hung bạo của một số người trong quần chúng cách mạng sự kết hợp và cộng hưởng là tự động không có người chủ trương không có ai lập kế hoạch và chỉ đạo nhưng phải có người chịu trách nhiệm đó là lãnh đạo của đảng cộng sản nếu xã hội việt nam không do đảng cộng sản kiên trì chủ nghĩa mát lê thì lấy đâu ra những độc hại của nó để kết hợp với những yếu kém trong truyền thống vẫn theo tác giả nguyên nhân cơ bản phải được vạch ra để có phương hướng đúng hơn trong việc phục hưng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin chủ nghĩa mác lê là nguyên nhân chính của sự suy thoái giáo dục quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d